chuyện đâu, thôi bảo lái gì biết hết luôn nè. Mới đưa 46 cái. Mày xin xong phá hảo xuyên xong. Chưa đi hả? Không. 28 đi mấy bé. Không lấy không lạnh mà thì lạnh. Chứ đây gì chốt rồi chết. Sao rồi chị lên? Thì bả hơi đau ghê lắm. Mà trời bà đợi đẻ xuống.
bình thường thôi đó mẹ. Không phải cả mà bị viêm họng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.